vậy khó nào nhớ không em tắm người chung mình một em đêm thành phố nào vừa đi đã mỏi được quay ô quên góc thông xa chiều đàn tay nghe ngóng chân. Sau có nhưng mà nắp thế cũng được, Thịnh nắp đằng sau cho anh, nhưng mà nó là mic 4. Ừ? Nó là mic 4. Mic 4 là như nào không hiểu. Thịnh cứ nắp thử đằng sau. Nhưng mà thế có được không? Nó có giống như cầu này không? Sao lại mic 4 là như nào anh? Nó mic số 4 anh ạ. Nó có số 4 gì? Vâng. Chứ nó không khác gì hai lỗ này đúng không? Đằng sau nó khác rồi, nó không có chỉnh con lỗ này. Tức là nếu mà anh có chỉnh đằng trước thì nó tiện hơn, đỡ phải tháo đằng. Cái này thôi. Phần này chỉnh như nào đấy, ví dụ cái đấy là cái gì, cái này là gì, đây là cái dây 6 ly, 6 ly kết nối với con mic này, con mic không dây này, con mic không dây lên đây à. À, nhưng mà anh tưởng là chỉnh mic đến từng một thời gian đến bóng hình người mình yêu mến có nhớ gì luôn nhớ một sáng nào nhớ không em ngày chủ
sau đường tiếng kinh cầu dẹp học